Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Hà Thành và tôi là Phú Quý. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn. Ngày hôm nay thì bên tôi có về 40 chiếc xe đầu kéo phao một cầu. Đó, các bác có thể thấy xếp dài cả hai bên đấy ạ. Ở bên em về cái đầu kéo phao một cầu đời 2022 với 6 màu chủ đạo. Như các bác có thể thấy ở đây đang có màu trắng này, màu xanh dương, màu cam, màu đỏ. Bên này chúng ta có màu vàng và một cái màu xanh lục bộ đội rất là đẹp. Đó. Đời 2022 thì đã cải tiến thêm được cái mũi lướt gió. Cái này thì nó đã thứ nhất là trông cái tính thẩm mỹ nó cao hơn. Thứ hai nữa là các bác có thể thấy rằng là khi mà có cái mũi lướt gió thì cái sức cảm của gió tác động đến xe nó cũng sẽ bớt đi. Và điều này nó cũng làm giúp cho chiếc xe chạy nó thoát hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đúng không ạ? Đối với các sản phẩm của phao thì màu sắc rất là đẹp. Phao là một trong những hãng xe mà chơi hệ màu với đầy đủ tất cả các màu. Tuy nhiên là tại thị trường Việt Nam thì chúng ta kén rất nhiều màu nên là chúng tôi chỉ về những cái màu cơ bản. Mà các bác thấy rằng là tất cả những cái màu bên em về nó rất là đẹp và rất là nổi bật, đúng không ạ? Đây là chiếc xe màu cam này. Màu cam này là một trong những chiếc xe rất là hot. Đợt này bên em về 10 xe, 10 xe màu cam. Màu cam này thì nó rất là giữ màu đó, và rất là sạch. Đó. Đây một chiếc xe màu trắng ngọc trinh, đúng không? Rất là long lanh. Các bác mua xe phao thì sẽ được bảo hành toàn quốc trong thời gian là 2 năm và không giới hạn km. Các bác có thể chạy bao nhiêu thì tùy. Trong vòng 2 năm chúng tôi sẽ bảo hành bảo dưỡng cho các bác nhé. Đó, phụ tùng thì sẵn có, bảo hành thì lưu động. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Và đặc biệt cái dòng phao này thì cái ưu điểm lớn nhất của nó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Gần như là không có một cái dòng nào mà nó tiết kiệm hơn cái dòng phao này nữa đối với dòng sản phẩm xe đầu kéo. Với chỉ từ 21, 23 và tùy theo hàng thì có mức cao nhất, thường thường cái hàng chạy đến mức cao nhất thì cũng chỉ đến 25, 27 lít là cùng. Mà thường thì sẽ giao khoán là khoảng 23 đến 25 lít. Đó. Rất đẹp. Giá cả của phao thì chắc các bạn biết rồi. Giá cả của phao là cái xe mà trong cái phân khúc nó là rẻ nhất. Không có một cái hãng sang là xe nào rẻ hơn. Thì hiện nay xe phao thì cũng đã rất là phổ biến, đặc biệt tại Hải Phòng rồi. Nên là cái việc mà tìm phụ tùng thay thế nó rất là đơn giản. Cũng như anh em chạy theo hội rất là thuận tiện. Lợi kinh tế rất là lớn. Đó. Màu xanh dương cũng là một trong những cái màu rất là đẹp. Tuy nhiên là nó cũng hơi kén khách hàng một chút. Đó. Đây, đây màu đỏ các bác nhé. Đó, bên kia thì chúng ta có thêm 3 chiếc màu vàng và 2 chiếc màu xanh bộ đội rất đẹp. Đó, các bác nhìn lại một lần nữa nhé. Và nếu các bác có quan tâm đến cái sản phẩm của bên em ấy, thì vui lòng liên hệ cho em có số hotline 0964432662, website xe tải Hà Thành.vn. Và rất hân hạnh được phục vụ quý khách ạ. Vâng, cảm ơn ạ.